Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi vào trong nhà em Lân. Hôm nay là vào đây xem để mà xem cái tiến độ làm cái chuồng gà của nhà em làm được xong chưa. Thì cách đây 2 hôm là lên đây có bảo em là mua polo về xong là lập làm cái chuồng gà ấy. Thì tiền thể hôm nay vào đây là mua cái phần quà của anh Ký Nguyễn ở bên cửa hàng đồ cúng nhá. Là anh có gửi cho mình 2 triệu ấy. Anh ấy có dặn bảo là mua đồ nhu yếu phẩm này, thức ăn gạo vào cho nhà em Lân. Nhưng mà hôm nay là không thể mua vào được nhiều. Mua 20 cân gạo này, 2 cân cá khô với 1 ít sữa cho con nhà em Lân thôi. Chào chú chứ, chào anh. Chú chào cháu. Cá này treo lên kia đi. Đây cá khô ấy. Sáng nay hai vợ chồng làm gì? Lấy cái bàn này ở đâu về đây? Lân. À rua. Ai làm cái bàn này cho này? Ui ui ui. Cái này không được. Cho là cái bàn là kiểu này. Định làm bàn gì? Định làm bàn ăn cơm à? Khách tự làm à? Em trai làm cho à? Bàn gì mà đá một phát là chân bung bia hết rồi này. Cái này không nên đâu. Cái đóng đinh ở đâu này này. Cái này lấy keo con voi dán vào hay sao? Sáng nay là hai vợ chồng đi làm gì? Chuồng gà làm xong chưa? Làm xong rồi à? À mà chú bảo này, cái gạo này là của chú Ký Nguyễn nhá. Chú là bên cửa hàng đồ cúng. Đấy là chú có gửi cho chú là 2 triệu để mà mua cái gạo này, tiền thức ăn và cho hai cháu nhá. Thì chú sẽ mua dần vào cho nhá. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú Ký. Cảm ơn chú Ký nhá. Thì lần sau chú vào chú sẽ mua tiếp vào cho. Bởi vì là chở vào nhiều chú cũng không chở được vào cái đường của nhà cháu đâu. Đường là đường khó đi. Chú ấy bảo gửi cho nhà cháu một tà gạo nhưng mà chú sẽ chở vào dần nhá. Với cả tiền thức ăn chú sẽ mua vào dần cho nhá. Lúc nào ăn hết thì chú mua vào. Đâu rồi? Chuồng gà đâu rồi? Đi xem nào. Bảo chồng đi xem chuồng gà xem nào, làm nào. Đi xem chuồng gà xem là nhà em Lân thiết kế kiểu gì. Hay là nhìn có ra gì không. Nghi ngờ lắm. Ây da. Sao lại siêu vẹo này. Thế này được không anh? Anh Vứ chấp nhận được không? 4 con hết bao tiền? 5 con à? 5 con. Tổng hết bao tiền? Chồng mua chồng không biết. Mua bao nhiêu? Gà sạp bộ mùa cho 720 á. 5 con. Gà trọi đây. Gà lai trọi chứ. Đây là gà lai trọi mà. Chuồng này liệu có đảm bảo không? Có sợ gió nó một phát là nó bay lên nóc nhà không? Bây giờ chỗ là... Này rua ra đây chú bảo này. Này rua. Bảo chồng là cắm một cái cọc chôn sâu vào. Chôn sâu xong là buộc vào đây này. Hiểu chưa? Chôn một cái bên kia này, chôn một cái bên này này. Xong lấy dây thép buộc vào cho nó dưới cái này chắc, không cho nó nghiêng. Biết chưa? Không gió một phát là nó bay luôn cả gà cả nhà đi đấy. Nhớ chưa? Xong lấy dây thép. Hôm chú bảo là mua dây thép về cơ mà. Mua về buộc vào nhá. Ở đinh cũng được đây, đóng đinh cũng chắc thôi.
Đấy, xong là chôn một cột ở bên này, gần đây đúng không? Vâng. Chôn một cột gần bên bao kia. Vâng. Xong là buộc cái dây vào đây. Vâng. Lúc đấy gió thì không bao giờ sợ rồi, biết chưa? Vâng. Bảo chồng thế. Vâng. Anh phử anh ra bảo hộ em với. Bảo em Lân này, bảo là chôn một cái cột sâu vào đây. Xong buộc hai cột chắc vào, xong là buộc cái cột này vào. Lấy dây buộc. Chuồng thì có vẻ hơi cũng là giống như kiểu chuồng gà nghèo. Phải không? Nhà đã nghèo rồi, nhìn cái chuồng gà là biết là nhà nghèo. Ôm bảo là thiết kế kiểu, có phải thiết kế kiểu này đâu. Chú bảo cắm hai cột kia cao vào, đằng trước cao, đằng sau hơi thấp hơn. Xong là làm bốn mái, nó làm một mái xuôi xuống bên này thôi. Xong là nếu mà có đinh thì đóng đinh rằng hai cái cây vào ngang vào dọc. Đi làm cái kiểu này này. Thôi, làm tạm này, sau này nó đổ làm tiếp nhá. Cái này thì nhốt, sau này ngô nó cao thì thảm nó ra. Cho nó ăn uống vào nhá. Thế là không được thịt gà đấy, biết chưa? Nhìn chuồng gà nhìn chán đời quá. À đây, bây giờ là lấy củi về đây rồi. Anh Phử, anh thấy cái chuồng gà kia được không? Tạm tạm. Nói chung là nó... Cho anh phát biểu thật. Người đi học thì không đi thì vẫn còn trẻ, hai vợ chồng toàn trẻ quá. Thì làm cái gì thì nó mình nhìn trông giống như trẻ con thì là nó vẫn không giống thật. Thì là nhìn trông giống như người già thì vẫn không hẳn người già thật. Nhưng mà nó như không đi học nhiều ấy, nó không hiểu biết. Thì nó chỉ làm được cái như thế là cũng tạm được. Thế cũng tạm được rồi, có cái mái nó không bị mưa vào là được rồi. Với lại nhớ là cắm hai cái cọc nhá. Anh Phử bảo Lân ấy, bảo tiếng Mông ấy. Cắm hai cọc xong là buộc chặt vào. Cắm xuống đất sâu vào. Cọc to đấy nhá, không phải cọc bé đâu nhá. Cọc bằng cái cọc kia kìa. Để cho nó cố định cái này, nó không bị nghiêng. Rua nhớ chưa? Nhớ bảo chồng nhá. Cắm hai cột sâu vào. Buộc cho chắc vào. Không sao này, gió to là nó bay đấy. Xong là tìm cái đá vào, đè vào bốn tấm polo kia. Polo kia chắc cũng đóng đinh ở bên kia, cũng không sợ, chẳng qua em sợ là nó nghiêng, cho này nó nghiêng thôi. Thì mình cắm hai cái cọc ở bên ngoài kia là cho nó ép vào bờ này là được. Là sau này có gió to hay là gì đấy thì nó không bao giờ nó đổ được là được. Chắc phải đóng đinh từ trên xuống. Đóng đinh thì phải lấy 4-5 hò đá vào kẹp với chém. Không, để buộc dây vào, cho nó chắc vào. Vậy là thế cũng được. Thế tiền còn không? 2 triệu ấy còn không? Còn. Còn bao tiền? Còn 1 triệu. 1 triệu. Đấy, còn 1 triệu gì? Vâng. Thế bảo mua dây thép về xong là này ra đây. Chú bảo cái này chắc không ổn này. Cái này tìm cây về rào lại đi nhá. Vâng. Đây này, tìm những cái cây chắc chắn này này. Cây tre già này này. Vâng. Xong là rào xung quanh này lại đi. Cái này nhìn nó điêu điêu. Đây này, nhớ chưa? Vâng. Rào lại đàng hoàng vào. Vâng. Lấy dây thép lấy ấy về buộc vào. Cái này búng một cái nó rụng luôn này. Vâng. Nhá. Lấy cây tre như kiểu đằng trước ấy. Trẻ ra ba ngón tay này này. Ốp vào. Xong là buộc vào. Cho nó nhìn chắc chắn đi. Nhìn như kiểu đồ chơi của trẻ con ấy. Thôi được rồi. Thế gạo lần trước chú cho còn không? Còn. Đâu? Còn đâu? Còn một tí. Còn một bao đây. Bao này 10 cân cơ mà. Đây vẫn còn nguyên một bao. Quần áo là sao lộn xộn này. Ngủ xong phải gấp lên đàng hoàng chứ. Đây. Để hết ở giường đây. Quần áo phải treo lên, có móc quần áo đây mà. Treo lên ở đây này. Chăn màn phải ngủ xong gấp vào. Lộn xộn quá. Đấy, bây giờ lại mua thêm một bao 20 cân nữa. Nên là nhà hai vợ chồng em Lân này thì chắc là đủ ăn cả một tháng.
nên là anh ký thông cảm nhá, để mà lần sau lên thì sẽ mua cho các em sau. Không mua lên nhiều quá thì sau này nó sợ là mốc. Đây cá khô đây. Con gì đây này? Con chuột à? Lân đi bắt được à? Bắt được ở đâu này? Chuột này đi ăn ngô dưới ruộng à? À, đi đào à? Này, đi đào được chuột kìa. Thế trưa này ăn ăn cái gì? Ăn cá lên trước chú lấy lên cho à? Hết chưa? Hôm nay hết luôn rồi à? Nhà anh ở trên này phải không? Nhà ở trên này mà. Ở khu này có 3 nhà thôi nhỉ? 2 nhà thôi, 4 nhà nhưng mà có một nhà tích trệ đời kia. Nhà đấy xa quá nhỉ? Đường nó xấu đó. Thế đi ăn cưới về không thấy say nhỉ? Ui, gần say rồi. Gần say rồi à? gần say. Đấy, nhà chả có gì chăn nuôi, trâu bò không có, lợn không có. Bây giờ hết mùa làm ngô rồi thì trồng hết xong ngô rồi thì loanh quanh ở nhà thôi. Đi làm thuê, không biết đi làm thuê. Hôm nào chú vào chú mua cho một con bò. Có chăm được bò không? Có. Hỏi thật, ngồi xuống. Có chăm được bò không? Có. Được chắc chắn không? Vâng. Nếu mà nó chết thì phải đền nhá. Vâng. Hứa đi nào. Tuổi này thể nó. Em biết nghe đúng không? Em dịch con cho bảo dịch cho chồng của Du ấy bảo là có chăm được con bò không? Nếu mà chăm được bò ngày mai ngày kia mua vào cho một con bò. Nhưng phải chắc chắn chăm được. Chứ không phải lấy xong rồi lại để đấy là không được. Nếu mà anh nói như thế này cũng vẫn phải đúng. Nhưng mà hai chú này nó cũng sợ. Chết thì đẹp thì nó cũng sợ quá rồi. Không sợ à? Nó quá sợ. Quá sợ. Nếu mà thế này thì ôi. Nó mình rơi ngát chết thì nó cũng sợ thế. Nhưng mà mình nơi nhà mình thì còn chấp. Nhưng mà mình đi chăm nó thì chăm một con thì làm sao để cho nó ngát chết được. Đúng rồi. Đúng không? Đấy. Mình hai vợ chồng bây giờ thực ra có làm cái gì đâu. Ví dụ mùa trồng ngô thì còn đi ngô đi nương. Hai mùa này hai vợ chồng cũng chỉ có ở nhà thôi. Đấy. Nương thì ngô các kiểu trồng hết rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đấy, nếu nên là có chăm được không? Rua cháu. Có chăm được không? Có. Được thôi gì? Vâng. Chắc chắn không? Có đi cắt cỏ về cho nó được không? Sao? Lân này bảo sao? Tràn ra rồi. Được không? Hãy có bị dặn cái thằng này nhảy nên đi vô tôi à? Anh ra hỏi hai vợ chồng này nếu mà nuôi bò là có chăm được không? Anh hỏi đi. Này, như chia như là như là thế này. Nó bảo là sợ lăn dốc. Sợ lăn dốc á? Thì một con thì suốt ngày mình đi chăn theo sau làm sao lăn được. Đấy. Từ dưới mà cà phú hả? Hai vợ chồng bây giờ có phải làm gì đâu. Thì hổ mũ của tôi là cũng tệ. Làm lương xong thì có quanh quẩn ở nhà thôi. Thì đi cắt cỏ về cho nó thôi. Buộc vào. Nhưng mà nhà làm gì có chuồng bò? Có không? Có chỗ nhốt bò không? Chưa có đâu. Có một chuồng à? Đâu? Chuồng của ông à? Nhưng mà chuồng ông. À ừ, bên kia có một cái chuồng bò. Thế bây giờ ông là không có bò nuôi nhỉ? Có một con. Có một con à? Thế nhốt chung có sợ không? Sợ chật không?
Nhưng mà chăm được thôi gì? Vâng. Chắc chắn chưa? Có. Chết phải đền nhá. Vâng. Ừ. Chết là lên bắt đền đấy nhá. Video này có lưu ở đây rồi nhá. Ừ, do cháu nói nhá. Sao? Lân. Tua thì phải đền. Ừ. Chết phải đền. Ừ. Nào, chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Để mai mình mua nào. Nếu mà không chăm được thì thôi, thì không mua nữa. Sao? Thống nhất chưa? Hai vợ chồng thống nhất chưa? Nuôi được đúng không? Ừ. Được. Hai vợ chồng chắc chắn là nuôi được. Chắc chắn nuôi được. Rồi. Đấy em chứng kiến cho anh nhá. Vâng vâng. Rồi. Ok. Hai vợ chồng mới thế, chứ là thế không? Thế hôm nào thì các cô các bác gửi tiền thì chú sẽ mua cho một con bò. Nếu mà hai vợ chồng cam kết là nuôi được. Hai vợ chồng mà không nuôi được bò nữa thì nuôi cái gì? Không thì nuôi chim à? Nuôi chim thật. Nói hài thế. Không nuôi được bò thì nuôi chim nhá. Rất là đúng không? Em có nghe không? Hai vợ chồng bây giờ có làm gì đâu. Lợn không phải chăm, không phải gà thì chỉ có cho ngô cho nó ăn thôi. Lợn không có, không nuôi được bò nữa thì cũng nuôi chim. Đúng là tay giờ mà hai nhân nuôi. Nuôi chim cho nó hót. Chim cho nó hót. Hót cho mình hót không ấy, nói chuyện mình được rồi. Ờ, trêu thế thôi. Nếu mà hai vợ chồng nuôi được thì. Đâu là lô đâu? Đi cha nó nữa cũng phải. Lô. Thế thống nhất hôm nào chú đi tìm bò về cho hai vợ chồng nuôi nhá. Đấy là có một cô Tâm này, cô Trương Phong này, với cả một chị Lê Hương, em Quỳnh. Đấy là được gần 10 triệu rồi. Là sẽ mua cho nhà em Lân này một con bò. Hai vợ chồng này sẽ có trách nhiệm là trông chăm sóc cẩn thận nhá. Không được là thả ra xong là cho nó ăn đâu thì ăn, lăn đâu thì lăn thôi nhá. Ừ, đấy là đầu là chú trêu thôi, nhưng mà thật sự nếu mà chăm được thì mua cho. Bảo chồng như thế đi. Xem chồng có chăm được không, bảo đi. Chồng có biết nghe đâu. Cứ ngồi gần bếp nó cứ cười khạch 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 rồi cứ... Chả biết có nghe được cái gì không. Lần này chắc nghe mà, chắc nghe được nhưng mà không nói được thôi. Nghe được không hiểu à? Còn nghe được không nói được. Đấy. Thế mấy hôm nữa là mua lên cho. Phải chăm sóc nó cẩn thận vào. Cái gì đấy? Dược sao bà? Không dược. Chị bên ra mày lấy cái này đi. Nấu cơm tối thôi. Rán cá cái bà ăn kìa. Chú vừa lấy vào kìa. Đây là của chú ký chú cho đấy. Mấy hôm nữa hết thì mua vào tiếp. Còn gạo thì chắc là còn phải đủ hơn một tháng nữa. Bởi vì nhà em Lân này còn có một bao bên kia. Bao 10 cân hôm trước mua vào còn nguyên này. Bao này 20 cân là 30 cân. Ôi xe lấy cho lửa chua lùa khó. Sao? Em này tên là gì? Em á? Ừ. Hòa. Em là hàng xóm rồi về không? Dạ. Em là hàng xóm của nhà Lân à? Có anh em gì không? Có mà. Anh em kiểu gì? Anh em á? Ừ. Anh em với nhà Lân này đây. Nhà Lân này? Ờ. Chú với cháu. À chú cháu à? Ờ chú cháu ạ. À. Em là cháu à? Ờ em là cháu. À. Cháu em có vẻ hơn nhiều tuổi hơn Lân đấy chứ. Ừ nhiều tuổi mà. 97 mà. Thế vẫn làm cháu của Lân à? À cháu của Lân chứ. Lân 98 nhỉ? Nó 99 rồi đấy, Lân. 99 à? Thế hôm trước nó bảo 98.
chắc là hủ cậu trước kia bố mẹ. À tưởng là lần trước là tưởng nó 2000 cơ. Đây, trước kia bố mẹ nó cũng không biết chứ nó không biết. Chắc cũng không biết là để năm bao nhiêu đâu mà. Đây. Nó bảo nó 2000 đây. Ở đây chắc nó bố mẹ nó cũng biết chứ nó đạp thế thì cũng là thế thôi. Ừ. Sao? Sao anh? Đáp bỏ đến làm cơm không ăn, anh em ăn thì bảo là anh em không ăn, đi về luôn. Không ăn đâu. Là bữa cơm. Hai vợ chồng cứ nấu cơm ăn đi. Là chú không ăn đâu. Có gì ăn đâu? Đâu có cái gì ăn? Vào nấu xem nào. Bảo Lân vào nấu xem nào. Đình mời cơm cái gì nào vào nấu đi. Cơm cháo à? Đâu nấu cái gì nào? Đình tiếp khách cái gì nào? Vào đi. Xem nấu cái gì. Ruộng. Cháu định nấu cái gì? Đình mời ăn cơm à? Mời ăn cơm thì nấu cơm nữa còn gì nữa? Cái gì? Wow, cái gì? Đình mời, hôm nay đình mời chuột này à? Chuột sao lại ruồi bâu hết này? À? Ruồi đang bâu này. Đấy. Ruồi bâu đầy này. Kinh quá. Này, ruồi bâu rồi. Tí nó đẻ trứng vào đây mà ăn cả nhộng luôn. Quay đến gần đây chưa? Thế hai vợ chồng này là nấu bắt đầu nấu cơm tối rồi phải không? Thế thì nấu cơm với làm cái cá này ăn này. Chú khoan cơm đâu, chú trêu thế thôi nhá. Cứ hai vợ chồng nấu cơm ăn tự nhiên đi chứ. Không, anh đi về thôi. Quá trêu thế thôi. Hai vợ chồng phải cố gắng nhá. Nhớ là đào hai cái cột kia chôn trong buộc cái chuồng gà vào nhá. Không gió to nó bay đi mất đấy. Chuồng gà to lắm. Em nhìn thấy chuồng gà của Lân chưa? Có mà. Đấy, chuồng gà to chưa? Đúng rồi, chắc là... Ây da, không biết nói à. Ngang chuồng gà sắp bằng cái nhà này rồi đấy. Đùa đấy. Anh vừa nhìn thấy chán đời luôn nhỉ. Hôm qua anh vừa bảo lấy ống nhòm nhòm từ bên kia sang, không thấy chuồng gà của Lân đâu, bảo là nó làm xong rồi. Hai vợ chồng. Thôi, chú đi về đây nhá. Trêu thế thôi nhá. Cầm đó. Cảm ơn chú Ký. Cháu cảm ơn chú Ký ạ. Đấy là chú gửi hôm nào chú hết gạo với cả hết đồ ăn thì chú mua lên tiếp cho. Vâng. Không, bây giờ mua lên nhiều quá, gạo này bây giờ còn 30 cân là ăn đủ cả tháng rồi nhá. Vâng. Về đây. Vâng, xách. Đấy, biết so sánh rồi. Song sánh à? So sánh. Cảm ơn. Thôi chú về đây nhá. Chào cả nhà nhá. Vâng. Chào chú ạ. Mai lại lên tiếp. Vâng. Đi về nhà. Đi, anh vừa. Mình đi về đây. Mình vừa ở trên nhà em Lân xuống. Thì qua cái mấy cái quán ở trên này là mua cho ông một ít trứng với cả bánh mì. Cho ông táo. Mua cho ông mấy chục quả trứng. Mấy ít bánh mì để mai ông ăn sáng. Đấy. Ông đang nằm ngủ. Cá khô của ông vẫn còn này. Cá khô của chị Hành gửi cho ông này. Vẫn treo ở đây. Này, ra đây chú cho kẹo đây. Nhanh, ra đây. Đây. Trẻ con đang tập xe ở trong khu vực cái sân trường mầm non này. Phát kẹo cho mỗi đứa một cái. Đây, cho cò này. Nào đâu rồi?
Ra đây lấy không? Nhanh. Nó tha. Xin nhá. Xin. Ừ. Đấy, xin. Xin. Ờ, cháu xin nhá. Nào đâu đúng không? Cháu vừa trên kia xuống ạ. Nào ra đây nó tha. Rất là này cười còn ép hẹn nữa. Nào, còn ai nữa không? Đây, nó tha. Ngại ấy, nhờ, cô nhờ. Nó xấu hổ hay sao ấy. Nào, tiếp tục nào. Đủ chưa? Đây đây. Đấy, muốn lấy là xấu hổ thế. Trẻ con vùng cao là rất là ngại. Rất là người lạ vào đây. Cho kẹo thứ nhất là sợ bắt cóc là một này. Vườn. Xấu hổ là hai này. Nào, ra đây. Còn ai chưa có ra đây? Nhanh. Nó tha. Khoái lạ. Đấy. Xin chưa? Xin chưa? Xin. Ờ. À, đấy, thằng này ngoan đấy. Ừ. Nào, nữa nào. Còn ai chưa có không? Có cô ở đây, cô nói tiếng Mông, cô bảo sang lấy mới dám sang. Nào hết chưa? Hết rồi, cho phát hết rồi. Một phát đi hết gần một túi kẹo trong cốp. Còn đứa lớn lớn kia chắc không ăn đâu. Đứa đang đạp xe kìa. Còn ai chưa được không? Hết chưa? Ừ, đứa lớn kia nó không ăn đâu. Đấy. Vừa lên mua trứng với cả bánh mì vào trong pháo. Nhưng mà ông đang ngủ ở trong giường rồi. Không gọi ông dậy nữa. Vâng. Cháu hay mua đồ ăn lên cho ông mà. Cháu ở dưới Hà Giang. Vâng. Thì ông biết là ông nhìn thấy là ông không biết là cháu lấy lên. Vâng, thôi cháu đi về đây cô nhá. Vâng, cháu đi về đây. Vâng, không có gì cô ạ. Trẻ con tập trung chơi ở đây rất là đông. Thôi chắc mình cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cháu chào cô nhá. Cháu với cháu nhiều lắm nhá. Vâng, không có gì cô ạ.